Thưa quý vị, núi Chứa Chan hay còn gọi là núi Gia Lào thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có độ cao 837m so với mực nước biển, cao thứ hai khu vực Nam Bộ. Trên đỉnh núi có trạm thông tin trung gian chuyển tiếp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng những người lính thông tin trên trạm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Con đường mòn duy nhất dẫn lên đỉnh núi Chứa Chan có độ dài hơn 3 km, nhưng lại rất hiểm trở, khó đi. Thời tiết trên đỉnh thì quanh năm sương mù bao phủ, nắng mưa khắc nghiệt. Ở đây, cán bộ chiến sĩ tổ đài trung gian phải bắt đầu dậy từ 4 giờ 30 phút sáng, để đúng 5 giờ là vào phiên liên lạc đầu tiên trong ngày. Ngoài công tác trực gác, hàng ngày các cán bộ chiến sĩ trên trạm phải xuống chân núi, gùi nhu yếu phẩm, nước sạch về sinh hoạt và tăng gia thêm. Từ quan tâm của cấp trên và các đồng chí đồng đội cùng công tác thì mình thấy càng ngày càng gắn bó hơn, yêu thích cái công việc hơn. Mặc dù nó gian nan, nó thiếu thốn nhưng mà bù lại để có những cái tình cảm đồng chí đồng đội nó giúp đỡ mình trong cái cuộc sống hàng ngày. Với chiến sĩ trẻ khi lên đây làm nhiệm vụ, thời gian đầu là hết sức khó khăn. Chính vì lẽ đó, người chỉ huy mà điển hình là thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng An Lạc, trưởng đài trung gian phải dành nhiều thời gian chia sẻ, động viên để cán bộ chiến sĩ trẻ vượt qua chính mình, yêu công việc, yêu cuộc sống nơi đỉnh trời này. Thì ở trên đây là các cán bộ chỉ huy, đặc biệt là chú Lạc, rất là quan tâm và động viên hàng ngày. Thì ban đầu là chú chỉ từng ly từng tí cách sắp xếp, rồi cách làm liên lạc, làm công tác chuyên môn. Thì đến hiện giờ là đã thành thạo và có thể tự mình công tác. Với người lính thông tin, việc đảm bảo nối thông tin liên lạc diễn ra 24/24 giờ trong ngày, đồng nghĩa với việc anh em chiến sĩ ở đây phải luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, tập trung cao độ. Với tinh thần vào ca trực là vào vị trí chiến đấu, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không ngại khó, ngại khổ, đảm bảo thông tin thường xuyên đạt 100%. Qua những cống hiến cho đơn vị, địa phương, thiếu tá Hoàng An Lạc nhiều năm liền được tôn vinh trong lễ hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, chiến sĩ thi đua các cấp quân khu bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Do vậy thì cơ sở vật chất rất là khó khăn, về điện, về nước, điện chưa có, hầu hết là phải sử dụng là đèn dầu thực hiện nhiệm vụ. Nhưng mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ấy, đồng chí luôn khắc phục mọi khó khăn, luôn gương mẫu đầu tàu, chỉ huy bộ đội là bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho người chỉ huy và sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ của các đơn vị của bộ, của quân khu thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai cũng như là các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Với tinh thần của người lính bộ đội Cụ Hồ, các chiến sĩ đang cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn để hoàn thành sứ mệnh cao cả của người lính. Với họ, đơn vị là gia đình, công việc là nhiệm vụ và là tình yêu quê hương, là trách nhiệm với Tổ quốc.